Loan xin mến chào quý vị khán giả. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày mới thật nhiều năng lượng ạ. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Và chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thông tin về một căn bệnh mà Loan nghĩ là quý vị có thể đã từng mắc phải rồi đó. Bởi vì đây là một căn bệnh cũng khá là phổ biến đấy ạ. Căn bệnh nhiễm vi khuẩn Salmonella. Vậy thì căn bệnh này biểu hiện của nó như thế nào và nó có nguy hiểm hay là không? Vừa rồi chúng ta đã xem qua một tiểu phẩm. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta gặp gỡ và trò chuyện cùng với tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Diễm Loan, chào quý vị khán giả xem đài. Thưa bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết căn bệnh nhiễm vi khuẩn Salmonella là căn bệnh như thế nào ạ? Salmonella là một con vi khuẩn. Và con vi khuẩn này mà khi xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì nó gây ra một bệnh lý gọi là bệnh lý thương hàn, gọi là Salmonella typhi gây ra thương hàn. Và chắc đâu đó thì các anh chị cũng biết rằng cách đây những 30 năm về trước thì bệnh thương hàn xảy ra rất là nhiều và trở thành một cái đại dịch. Và mình phải có phương pháp điều trị để hạn chế vấn đề bệnh lý và đồng thời hạn chế vấn đề lây nhiễm và đồng thời cũng làm giảm vấn đề tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Dạ, và nguyên nhân nào khiến cho chúng ta lại bị nhiễm loại vi khuẩn có tên là Salmonella như thế ạ? Đối với con Salmonella là một vi khuẩn mà nó gây ra bệnh lý thương hàn và cái đường lây nhiễm của nó chủ yếu là qua đường tiêu hóa. Do đó mà những cái vấn đề vệ sinh thân thể cũng như là đối với vấn đề mà mình ăn những cái thực phẩm phải có chất lượng, phải có sạch sẽ, nguồn nước phải sạch sẽ thì nó sẽ không có gây ra cái con vi khuẩn này, và con vi khuẩn này không nhập vào cơ thể chúng ta thì chúng ta không bị bệnh lý thương hàn. Dạ, và khi mà mình bị nhiễm virus Salmonella hay là gọi là bị bệnh thương hàn đó bác sĩ, thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Đối với khi mà bệnh lý thương hàn người ta chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên gọi là giai đoạn ủ bệnh. Giai đoạn ủ bệnh nó kéo dài từ 3 đến 21 ngày và trung bình là từ 7 đến 14 ngày. Thì trong giai đoạn này hoàn toàn không có triệu chứng. Dạ. Nhưng mà khi mà đến giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn là thời khởi phát, thì giai đoạn này khởi phát thì nó kéo dài khoảng 7 ngày thì biểu hiện bệnh nhân bắt đầu là bệnh nhân có sốt. Bệnh nhân biểu hiện bệnh đau bụng, đầy hơi, khó tiêu và bệnh nhân có người thì đi cầu bón, có người thì đi cầu lỏng. Và cái sốt này phải sốt tăng dần, khi đến giai đoạn toàn phát thì sốt rất là kéo dài trong một ngày, người ta gọi là sốt hình cao nguyên. Và lúc này nó mạch nó sẽ chậm đi, người ta gọi là mạch nhịp phân ly. Nhưng mà hiện nay đối với những người bệnh lý thương hàn đi khi vào bệnh viện thì không còn mạch nhịp phân ly nữa, vì lý do là đối với những cái người bệnh đi vô thuốc. Và khi mà uống thuốc hạ sốt thì làm cho cái sốt sẽ giảm lại, do đó mình chúng ta không biết mạch nhịp phân ly. Và lúc này bệnh nhân sẽ đau bụng, đau quanh bụng hay là đau vùng khối chuột phải và có cái triệu chứng là đó là đầy hơi và đi cầu lỏng. Và bệnh nhân có triệu chứng là cái tình trạng nhiễm trùng, đó là vẻ mặt lừ đừ, môi khô, lưỡi dơ. Và nếu trường hợp nặng nữa thì nó sẽ dẫn đến một cái bệnh lý gọi là bệnh lý là nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan. Đây là bệnh lý rất là nặng nề và chúng ta phải cần điều trị tại bệnh viện. Và cuối cùng đó là thời kỳ lui bệnh, đó là kéo dài khoảng chừng từ 7 đến 10 ngày và sốt sẽ giảm dần, bệnh nhân hết đau bụng, bệnh nhân đi cầu lại bình thường. Nhưng mà đối với khi mà mình điều trị thì đến khi mình lui bệnh có nghĩa là bệnh đã hết, nhưng mà con vi khuẩn vẫn còn nằm trong cơ thể đã khỏe mạnh và nó kéo dài khoảng chừng 1 tháng đến 2 tháng. Do đó đối với những bệnh này sau khi điều trị chúng ta phải vấn đề bệnh vi khuẩn này nằm trong đường ruột và nó sẽ đi thải ra ngoài bằng đi cầu bằng đường phân, do đó chúng ta phải xử lý vấn đề cái vệ sinh, xử lý về vấn đề phân và chúng ta phải thực hiện để cái chế độ là rửa tay sau khi đi tiêu và trước khi ăn để hạn chế vấn đề lây nhiễm trở lại và đồng thời cũng hạn chế vấn đề lây nhiễm cho những người xung quanh chúng ta. Dạ, và căn bệnh này cho tới ngày hôm nay thì cái cách chữa trị dành cho bệnh nhân như thế nào ạ? Đối với tới ngày hôm nay thì ngành khoa học đã phát triển và đã điều trị được và đã hạn chế rất là nhiều, và trong những thời gian gần đây tỷ lệ bệnh lý thương hàn rất là thấp và do đó mà đến khi mà vào bệnh nhân mà có bệnh triệu chứng về sốt hình cao nguyên, rồi bệnh nhân có trường hợp đau bụng, tiêu chảy, đau bụng khối chỗ phải và mình đã xác định được có mình cấy máu hay là làm cái huyết thanh chẩn đoán vi đan mà mình chẩn đoán được cái bệnh lý thương hàn, có nghĩa là mình xác định được con vi khuẩn Salmonella, thì chúng ta điều trị kháng sinh. Và hiện nay rất là nhiều loại kháng sinh và nhảy với con Salmonella này thì chúng ta điều trị rất là tuyệt vời và điều trị được hết bệnh, và hiện nay mình đã khống chế được bệnh này và điều trị được không có để lại cái di chứng nặng nề. Thưa bác sĩ, với căn bệnh này nếu như không được điều trị thì biến chứng nó sẽ như thế nào ạ? Đối với cái biến chứng của Salmonella cũng khá nặng nề. Đầu tiên là đối với con vi khuẩn này nó vào đường ruột thì nó hay gây tổn thương ở vùng bệnh tràng, nó làm cho vấn đề là xuất huyết tiêu hóa, nó làm cho vấn đề là thủng ruột.
và có cái những con vi khuẩn này đã tiết ra những độc tố, nó làm cho viêm cơ tim, viêm màng não. Do đó chúng ta phải điều trị ngay từ đầu, chứ để quá nặng nề thì dẫn đến những biến chứng. Và khi xảy ra những biến chứng này là những biến chứng nặng và có thể dẫn đến tử vong rất là cao. Do đó chúng ta phải có ý thức về vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, và đồng thời chúng ta có triệu chứng là phải đi đến ngay cái trung tâm hay là cơ sở y tế về chuyên khoa tiêu hóa của chúng ta để điều trị kịp thời, để giúp cho vấn đề hạn chế vấn đề biến chứng này. Mà không có biến chứng này thì vấn đề điều trị rất là nhẹ nhàng và mau hết bệnh. Và chúng ta có cách để phòng ngừa căn bệnh này hay không thưa bác sĩ? Đầu tiên thì chúng ta phải biết rằng cái bệnh lý này là nó lây nhiễm từ đâu và nó bằng con đường nào. Thứ nhất là lây nhiễm bởi con vi khuẩn Salmonella mà lây qua đường ăn uống. Do đó đầu tiên chúng ta phải vệ sinh thân thể, có nghĩa là sau đi tiêu chúng ta phải rửa tay, trước khi ăn chúng ta cũng phải rửa tay. Và thứ hai là chúng ta phải xử lý cái nguồn nước sạch. Cái thứ ba là phải vệ sinh về cái an toàn thực phẩm, cũng như là vấn đề mình chế biến. Đối với chúng ta phải nhiều lúc cái thực phẩm là cái chất sạch, nhưng mà chỗ chế biến chúng ta nó không có sạch thì nó cũng có lây nhiễm. Và chúng ta phải ăn chín uống sôi. Đó là những cái biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây nhiễm Salmonella. Mà chúng ta đã phòng ngừa được sự lây nhiễm Salmonella có nghĩa là chúng ta đã phòng ngừa được cái bệnh lý thương hàn. Và một điều đáng chú ý nữa, đối với những bệnh nhân mà đã bị thương hàn, khi chúng ta điều trị đã khỏi bệnh, nhưng mà người đã lành rồi vẫn còn mang mầm bệnh kéo dài khoảng từ 1 đến 2 tháng. Do đó đối với những người này phải có ý thức về vấn đề vệ sinh để giúp cho những người xung quanh chúng ta không bị lây nhiễm. Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình sáng ngày mai.